Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng khép lại câu chuyện ngày hôm nay bằng những cái dự định sắp tới của thầy Vũ. Đó là còn cái điểm gì mới mà mình có thể dạy cho môn hóa nó tốt hơn mà mình đang còn hướng tới mà mình vẫn chưa kịp làm không? Dự định thì cũng có rất là nhiều. Thì cái này cũng chia sẻ với anh Cường, đó là một cái chung của ngành hóa tụi em. Đó là một cái rất là khó khăn là ở chỗ học hóa là phải có thí nghiệm. Học hóa là tất cả những cái gì mà làm thí nghiệm được thì nên làm thí nghiệm cho học sinh xem, để thứ nhất gây ấn tượng, thứ hai là gây sự hứng thú thú vị cho tất cả các bạn đối với môn học. Nhưng mà cái này là cái rất khó đối với rất là nhiều trường, trung học cơ sở lớp 6, 7, 8, 9 bây giờ cũng rất khó cho cái việc thực hành. Rồi lên tới cấp 3 thì gần như là ở những cái khu vực mà em làm thì gần như các bạn rất là khó tiếp cận với cái việc thí nghiệm. Cho nên cái ấp ủ ở bản thân em thôi, ở phía trước sẽ là làm sao ở những cái lớp online và kể cả offline luôn thì sẽ đưa trực tiếp những cái thí nghiệm mà nó gắn liền tới bài học, và dĩ nhiên là sẽ có thật là nhiều những cái mà thực tiễn mà mình có thể ứng dụng vào được từ trong lý thuyết ở trên bài vở trên lớp đã đưa vô trong bài học, thì mới gây cái kích thích hứng thú đối với học sinh là một. Với cái thứ hai nữa là cho các bạn nhớ bài, tại vì có rất nhiều tính chất và nhiều hóa chất quá, nhiều bài quá thì các bạn không thể nào phân biệt được ai là ai, ai có tính chất này, ai không có tính chất kia. Thì với cá nhân em, và em nghĩ rằng cái trăn trở này cũng là trăn trở của rất nhiều thầy cô chứ không phải riêng gì bản thân em, đó là làm sao để hiện thực hóa được những cái thí nghiệm trên sách vở đưa ra bên ngoài để cho học sinh tiếp cận. Và thật ra học sinh hiện nay như anh Cường nãy có chia sẻ với em là tại sao học sinh lại ngán và không thích học lý học hóa, hiện tại là đúng là học sinh vẫn còn rất là thờ ơ và càng ngày càng thờ ơ, và hóa và lý dần dần trở thành không phải là sự lựa chọn của học sinh. Cho em giải thích là thật sự lý hóa vẫn còn rất là thú vị nhưng mà tại vì nó bị khô, thầy cô khó có thể đưa được những cái thí nghiệm vào trong nhà trường. Tuy nhiên vẫn có rất là nhiều trường đã làm được. Nhưng mà số đông, số lớn vẫn là không thực hiện được. Cho nên làm cho các bạn học sinh cảm nhận cái thờ ơ với môn học. Tại vì không gần các bạn được, thấy nó ở đâu xa xôi quá. Và thật ra những cái thí nghiệm đó nó hoàn toàn xảy ra xung quanh chúng ta. Là những cái thí nghiệm mang tính chất thực tế. Và Cường có được tiếp lửa một lần đó là tại do học hóa dở quá thì ba mẹ mới nói là trời ơi học hóa khó như vậy đó, nhưng mà mai mốt á mà lớn lên mà đi kiếm tiền từ hóa rất dễ và rất giàu nữa. Vậy thì chỉ có nhiêu đó thôi à, ba mẹ Cường chỉ có truyền những động lực thôi, còn với thầy Vũ thì thầy Vũ sẽ truyền những động lực như thế nào cho học trò của mình, những bạn còn đang rất là sợ văn hóa thôi ạ. Với góc nhìn là một giáo viên dạy hóa thì em cũng chia sẻ với anh Cường và tất cả các bạn, đặc biệt là các bạn học sinh đang theo dõi chương trình, đó là thật sự thì khẳng định 100% với tất cả các em hóa không khó như các anh nghĩ. Thầy cũng review một tí xíu về bản thân thầy, thì ngày xưa thầy là một học sinh học lý giỏi và em đã từng học chuyên lý chứ không phải là học hóa, nhưng mà bản thân em lại chọn cái môn hóa để làm môn mà mình theo theo đuổi trong suốt cái quá trình mình làm việc. Tại vì hóa thực sự nó không khó giống như rất nhiều người nghĩ, và em muốn lan truyền cái thông tin đó đến với tất cả các bạn là hóa không khó đâu, hóa không khó đâu. Chỉ là do chúng ta chưa có thể tiếp cận với nó, chúng ta chưa bắt được cái tần số của bản thân mình với nó. Vậy làm sao trước tiên thì đối với việc học hóa, chúng ta cởi bỏ những cái tư duy cũ, cởi bỏ những cái cách nhìn cũ, cũng như là đừng có tự ti quá vào cái việc mà mình đang bị mất gốc, hay là cái việc đơn giản là mình không viết được phương trình, mình không cân bằng được phương trình. Thì các bạn đừng lo lắng, bây giờ có rất nhiều phương pháp hiện đại mới để các bạn gỡ rối tất cả những cái cách đó. Và có rất là nhiều giáo viên, và em nói thẳng thẳng thừng lên luôn là bây giờ có rất là nhiều giáo viên hiện đại trên tất cả các trang mạng xã hội mà các bạn hoàn toàn có thể theo dõi, và các bạn có thể theo học họ bằng những cái phương pháp hiện đại đó. Đó là những cái phương pháp cũ có thể đã không còn phù hợp với các em, cho nên các em mới cảm nhận thấy bản thân mình học không tốt. Mình học không tốt là tại vì cách học của mình cũ, cách tiếp cận của mình cũ. Vậy thì làm sao đổi, phải đổi từ cả tư duy mới, đổi tới cách tiếp cận mới, rồi đổi luôn cả với cái việc là người thay đổi cũng phải là một cái người có cái tư duy mới, mang một cái luồng gió mới đến với tất cả các bạn. Chứ bây giờ mà các bạn đang yếu, đang mất gốc mà các bạn cứ theo lề lối cũ là cứ vậy thì cứ mất gốc hoài. Các bạn không thể nào đánh bật đổi, thay đổi cái bản thân của mình lên được. Từng câu từng chữ là những tâm huyết của thầy Vũ.
Dạ. Thấy rất là nhiệt tình trong phần chia sẻ của mình. Và cảm ơn Vũ rất là nhiều về cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Một cuộc trò chuyện rất là hấp dẫn luôn. Hấp dẫn là bởi vì Vũ vốn dĩ là một người hấp dẫn. Và bên cạnh đó là Vũ còn luôn trăn trở với những việc Vũ làm. Đây là niềm đam mê của Vũ, là niềm yêu thích của Vũ, là lẽ sống, là cuộc đời của Vũ. Dạ, chính xác. Và mong rằng là với hành trang sắp tới, với những kỳ vọng sắp tới của Vũ thì sẽ nhanh chóng trở thành hiện thực. Và Vũ ngày càng được học sinh yêu mến hơn. Và Vũ ngày càng có được nhiều trái ngọt trong nghề hơn.